Để tạo ra giống lúa thơm như ST25, các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp đã phải thực hiện lai ghép giữa nhiều giống lúa bố mẹ để tạo ra nhiều dòng lúa phức tạp về kiểu gen. Sau đó sử dụng phép lai hồi giao cải tiến với dòng ST tân tiến nhất để tạo ra các sản phẩm cuối cùng. Các giống lúa ST mà mới nhất là ST25 có các đặc tính vượt trội về phòng bệnh, kháng mặn. Bằng nhiều ưu điểm của giống gạo thuần Việt như hạt thon dài, trắng trong, không bạc bụng, dẻo, có vị ngọt và mùi thơm lâu. Cũng chính bởi những ưu điểm vượt trội đó mà vừa qua, gạo ST25 đã khiến truyền thông trong nước và quốc tế không khỏi xôn xao vì đạt danh hiệu cao quý gạo ngon nhất thế giới trong Hội nghị Thương mại gạo thế giới lần thứ 11 diễn ra ở Manila, Philippines. Gạo ngon nhất thế giới ST25, đó là những cụm từ khiến truyền thông trong nước và quốc tế không khỏi xôn xao trong thời gian vừa qua. Đây là cái niềm tự hào phải nói của người Việt Nam, cả một cái công trình của rất nhiều người. Sinh ra và lớn lên ở miền đất phì nhiêu màu mỡ với nhiều loại gạo đặc sản thơm ngon, trong tâm thức của người kỹ sư Hồ Quang Cua luôn trăn trở làm thế nào để hiện thực hóa ước mơ từ ăn no tới ăn ngon cho thói quen của người dân, mà bắt nguồn đầu tiên là từ hạt gạo. Nghiên cứu cái giống này để phục vụ dân sinh, đó là kết tinh lại của một cái vùng đất khi xưa đã có rồi, thì bây giờ chúng ta phục hồi nó lại. Chúng ta đang đi giữa một cánh đồng thoang thoảng mùi hương thơm của những giống lúa đặc biệt, và một trong số đó thì vừa cho ra sản phẩm đã được vinh danh trong cuộc thi Gạo Ngon Nhất Thế Giới do Hiệp hội Thương mại Lúa Gạo Quốc tế tổ chức tại Manila, Philippines vừa qua. Và bên cạnh tôi đây là nhà khoa học Hồ Quang Cua, tác giả của công trình này. Thưa ông, lúc này không biết là cảm xúc của ông như thế nào ạ? Cái đầu tiên là hiện nay tôi đang cảm thấy siêu view trong những ngày vừa qua đó. Khi nhận những cái lời chúc mừng, những cái thông tin trên báo, những cái thông tin trên đài, những cái lời nhắn tin của những người bạn, người quen, cả các người không quen, thì chúng tôi thấy rằng chúng tôi rất hạnh phúc là khi đem lại một cái thành quả chung cho đất nước, đem lại một cái niềm tự hào cho người Việt Nam, thì cái đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Và đó là cái phần thưởng tinh thần rất lớn cho những nỗ lực của tập thể anh em, cũng như những cái hy sinh của gia đình anh em trong cái suốt thời gian dài vừa qua. Khi đến với cuộc thi Gạo Ngon Nhất Thế Giới thì gạo ST25 của Việt Nam chúng ta mang đến đó những thế mạnh cạnh tranh gì ạ? Ban giám khảo chấm thì họ cũng có nêu ra những cái tiêu chí. Thì về cái doanh thương cái gạo trên thế giới thì mỗi năm nó cũng hơn 20 triệu tấn, nhưng mà gạo thơm thì chỉ chiếm khoảng 15% trong số đó thôi. Tuy nhiên khi họ thi đó, thì họ không thi năng suất, họ không thi gạo thường, mà họ chỉ thi cái loại gạo tinh hoa thôi. Tức là tinh hoa là có mùi thơm. Mà nếu mà nói cụ thể nè, gạo đó là đầu tiên phải thơm, trắng, trong, dài, thơm, ngon, mềm, dẻo, ngọt. Nói chung là ưng ý ở một cái thị trường cũng không rộng lắm trên thế giới. Nhưng mà cái gạo ngon, nó họ chọn cái gạo ngon là một cái biểu trưng cao nhất của ngành gạo. Cho nên họ thi, họ lấy tiêu chí đó mà thi. 20 năm là một khoảng thời gian không hề ngắn để chúng ta thực hiện hành trình đưa hạt gạo Việt Nam có thể vinh danh được trên thị trường quốc tế. Vậy thì hành trình này đã trải qua những khó khăn như thế nào ạ? Cái khoảng thời gian mà chúng ta khởi đầu từ mà cái ăn no cho tới ăn ngon mà thuộc loại ngon nhất này á, thì kéo dài khoảng chừng 30 năm. Dĩ nhiên mình nói 30 năm thì nghe nó dài quá, nhưng mà trong đó thì chúng ta mất 12 năm lai tạo, chọn lọc và sản xuất. Thì 12 năm đó là 12 năm làm việc cụ thể. Nhưng mà trước đó thì có một cái quá trình dài
để cho chúng ta, để thứ nhất là để mình tiếp cận được những thông tin về lịch sử cái ngành gạo của Việt Nam. Và khi xưa đó mình ở xứ này, xứ Sóc Trăng là gạo ngon nổi tiếng của Âu Châu rồi đó. Thì sau đó thì qua quá trình mà làm chương trình khuyến nông thì mình thấy rằng cái hiện nay cái đồng đất cái Sóc Trăng, nếu mà chúng ta trồng cái gạo trồng cái lúa thơm đó thì nó rất là thích nghi, nó rất là tốt so với các nơi khác. Và thứ ba nữa đó là chúng ta thấy rằng đối với đồng bằng sông Cửu Long, đất hẹp, người đông. Tuy rằng đồng bằng Phì Nhiêu to, thấy to thế, nhưng mà do mặt cửa độ dân cư nó đông đúc cho nên cái quy mô đất đai trên đầu người nó thấp, cho nên tôi phải nghĩ đến những cái chuyện mà cái lúa thơm ngon nhưng mà phải có năng suất cao và có thể trồng được chu kỳ ngắn để có thể tăng vụ, khắc phục từng bước cũng như nâng cao kiến thức, trình độ, tiếp cận nhu cầu thị trường từng bước. Thì chúng tôi đã vượt qua, mà trong quá trình làm đó thì cũng có những cái nhà khoa học hàng lâm họ cảnh báo với chúng tôi biết rằng là lai tạo cái lúa thơm là một công việc hết sức khó khăn. Vì trong giai đoạn đó ở Việt Nam, giai đoạn chúng tôi bắt đầu lai lúa thơm ở Việt Nam thì cái việc lai tạo giống lúa đã có từ lâu rồi, từ thời Bắc của ngày xưa rồi. Nhưng mà chưa ai đặt vấn đề nghiên cứu lúa thơm. Và một nhà khoa học rất là tiếng tăm của Việt Nam cảnh báo là lai tạo lúa thơm là một cái công việc thật cực kỳ khó khăn. Giống như là có một quả núi chắn trước mặt mình đi. Nhưng mà chúng tôi thì không lãng lòng, xem như đó là một thách thức để vượt qua. Và cuối cùng là chúng tôi vượt qua thật. Để tạo ra giống lúa thơm như ST25, các nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp phải thực hiện lai ghép rất nhiều giống lúa bố mẹ để tạo ra nhiều dòng lúa phức tạp về kiểu gen. Sau đó, sử dụng phép lai hổi dao cải tiến với dòng ST tân tiến nhất để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Các giống lúa ST mà mới nhất là ST25 có các đặc tính vượt trội về phòng bệnh, kháng mặn, mang nhiều ưu điểm của giống gạo thuần Việt. Với cùng diện tích 1 hectare, lúa thường cho năng suất khoảng 5 tấn, còn lúa thơm ST cho năng suất từ 6,5 đến 7,5 tấn. Giá thành cũng cao hơn so với lúa khác, từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng 1 kg. So với các giống gạo quốc tế, ưu điểm của ST25 là giống cao sản, có thể trồng từ 2 đến 3 vụ trong một năm. Đối với những người dân miền sông nước Cửu Long thì thuận tự nhiên đã trở thành một chất lý sống. Vậy thì với việc canh tác nông nghiệp trong thời kỳ hiện đại, tinh thần này sẽ được tiếp nối và thể hiện như thế nào? Đúng ra thì khi xưa đó, khi mà đất hẹp, đất thì cũng rộng rồi, người thưa đó, thì ông cha chúng ta canh tác theo lề lối quảng canh. Thì quảng canh khi xưa thực ra cũng không có phân bón hóa học, cũng không có thuốc trừ sâu hóa học, thì canh tác theo lối tự nhiên, đó là thuận thiên. Nhưng mà dần dần thì dân số tăng lên, thì khoa học phát triển, cho nên có phân bón, có thuốc bảo vệ thực vật, có thuốc kích thích tăng trưởng, thì dần dần đó, thì Việt Nam cũng theo con đường đó, chúng ta trở thành cường quốc xuất khẩu gạo, có khi là hạng nhì, có khi là hạng ba thế giới trong suốt 30 năm qua. Thì điểm lại, thì chơi với cái quá trình biến đổi khí hậu hiện nay đó, thì nếu mà chúng ta tiếp tục duy trì cái sản lượng gạo xuất khẩu cao như thế đó, thì nó tác hại đến môi trường rất là lớn, và thật ra nó cũng không có đem lại cái hiệu quả kinh tế cho người trồng cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thì cái khoản lợi nhuận họ thu về cũng thấp thôi. Do vậy thì cái xu hướng hiện nay là tiến về giảm vụ, có thể là trồng một vụ lúa, một vụ tôm ở vùng nước lợ ven biển, hoặc là có thể trồng hai vụ lúa, hoặc là một lúa một màu, hoặc là hai lúa một màu. Thì đó là xu hướng quay trở về với cuộc sống thuận thiên. Và với cái lối canh tác mà theo hướng mới hiện nay đó, thì cái phẩm chất nông sản sẽ tăng lên, và cái giá trị của nông sản Việt Nam riêng trong hộp gạo sẽ tăng lên trên thị trường thế giới. Bây giờ mình nói thượng thiên nhưng mà cũng phải có bàn tay của con người.
Thì thông qua công tác chọn tạo giống đó, thì muốn thuận thiên trong thời buổi mà hiện nay là biến đổi khí hậu, nước biển nó tràn vào nhiều hơn khi xưa rồi, thì hoặc là có những cái đợt triều cường đó, thì nước nó đi thẳng vào những con sông lớn luôn. Khi mà gió đông bắc nó thổi mạnh thì nước biển nó vào rất là sâu, thì khi đó cái lúa là phải thích ứng cái độ mặn. Thì đây là cái nhóm lúa ST chúng tôi đều là cái lúa chịu mặn. Cái thứ hai nữa đó, thì chúng tôi rất là cẩn thận chọn trong cái khâu chống kháng bệnh. Thì mấy cái bệnh nấm và vi khuẩn, ví dụ như bệnh đào ôn, bệnh khoang cổ bông, bệnh bạc lá, mà đa số cái giống ở đồng bằng Bắc Bộ là nhiễm nặng đó, hoặc là những cái giống ở đồng bằng sông Cửu Long cũng nhiễm đào ôn cũng khá nhiều đó, thì chúng tôi chọn là chúng tôi kháng được những bệnh đó. Kháng được những cái bệnh đó thì mình khuyến cáo người nông dân không nên phun thuốc ngừa như khi xưa. Do vậy thì tăng cái độ an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời bảo vệ được môi trường, bảo vệ được những cái giống loài thủy sản nó ngụ cư trong cây lúa cùng lúc với cây lúa, và người nông dân có thể khai thác thêm những cái sản phẩm phụ, ví dụ như con cá, con tôm, con ếch. Là một nhà khoa học đã dành rất nhiều thời gian để gắn bó với cây lúa, thì mong ước của ông cho vị thế hạt gạo của Việt Nam trong thời gian tới sẽ là như thế nào ạ? Phần của chúng tôi thì tới đây là xem như hoàn thành giai đoạn 1 rồi. Trước giờ chúng ta nói không có thương hiệu gạo Việt Nam. Không có thương hiệu gạo thì chẳng qua chúng ta không có gạo ngon. Bây giờ chúng ta có giống gạo ngon, có top 3 thế giới, có hạng nhất thế giới. Cái việc tốt nhất của chúng tôi hiện nay là duy trì được cái phẩm cấp đầu tiên mà chúng ta phát hiện được ở cái hạt giống. Và qua các kênh sản xuất thì sẽ đưa những hạt giống tốt để cho doanh nghiệp đầu tư, cho nông dân sản xuất. Những hạt gạo trắng tinh, thon dài, dẻo và có mùi thơm dứa được sinh thành từ những khát vọng nối tiếp truyền thống của một miền quê trù phú, từ mong muốn chinh phục những thử thách, tìm lại vị thế xứng đáng cho gạo Việt. Nhưng có lẽ điều ý nghĩa hơn cả đối với nhà khoa học tuổi đã xế chiều này, đó chính là sức sống và sự thích nghi của những cây lúa thơm trong bối cảnh biến thiên khó lường của khí hậu, sẽ phần nào làm vơi bớt đi sự nhọc nhằn của người nông dân trên những vùng đất phèn, đất mặn. Đừng đòi hỏi cái đồng ruộng nó trả lại cho mình nhiều quá, cũng đừng có bắt đầu tư nhiều quá để cho đất nó mệt. Phân bón quá chất nhiều thì cây đất nó mệt, vi sinh vật nó bị mất đi, cái độ phì nó giảm đi, thì như vậy thì cái đó là không thuận thiên. Phù Sa đã lựa chọn mảnh đất này để bồi tụ, để hào phóng ban tặng tất cả những điều kiện ưu đãi giúp con người có thể sinh tồn. Con người đáp lại đất mẹ bằng những sản vật quý giá được kết tinh từ trí tuệ và lòng yêu lao động. Thuận tự nhiên không phải phó mặc cho trời đất, mà là tôn trọng những quy luật của tạo hóa để giữ gìn sự trù phú của môi sinh, để con người biết thuận hòa, nhường nhịn nương tựa để viết tiếp những giấc mơ về những mầm xanh hy vọng, bất kể trên những miền đất trù phú, phì nhiêu hay khô cằn khắc nghiệt.